Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Chân Pháp, Thượng tọa Minh Vũ, Phó ban trị sự chứng minh buổi lễ khai giảng khóa tu một ngày an lạc của đạo tràng chùa Hội Khánh và Phật giáo Bình Dương. Kính thưa đại đức Huệ Minh, trưởng ban hướng dẫn Phật tử và cũng là cái người chịu trách nhiệm trong việc điều hành cái khóa tu an lạc ở đây. Thì như quý Phật tử biết, cái khóa tu vào ngày Chủ nhật của chùa Hội Khánh trải dài trên dưới, có thể khẳng định rằng là trên 15 năm. Thầy trò chúng ta cùng ngồi lại chia sẻ pháp thoại, được uống nước cam lồ, được ăn rau tàu khê của lục tổ, và chúng ta được hưởng những cái hương vị nhiệm màu của Phật Pháp từ những lời huấn thị của chư Tôn Đức. Hai năm qua chúng ta do đại dịch Covid-19 cho nên chúng ta gián đoạn. Thời gian gần đây tôi được rất nhiều Phật tử nhắn tin, điện thoại hỏi rằng cái khóa tu một tuần vào ngày Chủ nhật của chùa Hội Khánh chừng nào mở. Điều đó tôi cảm nhận rất sâu sắc. Người con Phật đang khao khát, đang khao khát việc tu tập, đang khao khát ngồi lại với nhau, đang khao khát những sự truyền thừa mà chư Tôn Đức đem những lời dạy của Phật, của Tổ để cho chúng ta tu. Và có thể thấy rằng Phật tử rất tinh tấn. Đó là niềm hạnh phúc lớn của tôi, của quý thầy ngồi đây và của Phật giáo tỉnh nhà. Và tôi nghĩ rằng các vị lãnh đạo của Phật giáo cũng rất là hoan hỷ khi nhìn thấy những người Phật tử tinh tấn, khao khát và mong cầu để nghe tu tập lời dạy của Phật. Và khi chúng ta thực hiện lời dạy của Phật là chúng ta góp phần rất lớn cho một xã hội ổn định, cho một gia đình hạnh phúc, cho một con người an lạc. Chúng ta thực hiện lời dạy của Phật là chúng ta đem lại sự an lạc cho cả nhân loại, bởi vì Đức Phật luôn từ bi, luôn hỷ xả, luôn sống vì mọi người, đem những hạnh phúc để trang rải khắp muôn phương. Mà cốt lõi cuối cùng Đức Phật đã tuyên bố sự ra đời của ta vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông và loài người. Chúng ta phải khẳng định như vậy để chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật và bất cứ một vị thầy nào khi giảng cũng phải đem lại cái nguồn an lạc cho con người, cho nhân loại. Nếu chúng ta không làm điều này, tức là chúng ta đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Do đó đó, cái đạo tràng của chúng ta, quý Phật tử cố gắng nghe. Chúng ta phải biết rằng lời dạy này của Phật, của Tổ, và lời dạy này có ích lợi cho mình, cho người, thì chúng ta thực tập. Cho nên trên cơ sở của đạo Phật, văn, tư và tu. Văn là chúng ta nghe từ chư Tôn Đức, chứ Đức Phật thì nhập diệt nay lâu rồi, các vị tổ cũng ta đi lâu rồi, thì giờ còn lại quý thầy ngồi đây, rồi quý thầy này sớm muộn rồi cũng ra đi thôi, đúng không? Cũng ra đi, thì cứ nói tiếp như vậy. Khi chúng ta nghe, thì chúng ta nghe cái lời dạy, mà lời dạy này phải được căn cứ từ lời dạy của Phật, của Tổ, của những bậc chứng đạo, của những vị kinh nghiệm trong đời sống tu tập. Và khi chúng ta nghe xong rồi, chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy tức là chúng ta suy nghĩ coi cái lời nói này, cái pháp môn này nó phù hợp với chúng ta chưa. Không dám nói là lời nói này, pháp môn này đúng hay sai. Chúng ta tư duy để phù hợp với chúng ta. Đừng phân biệt hơn thua, mà chúng ta tư duy
Thí dụ bây giờ thầy Huệ Thông là trong cơ địa của thầy Huệ Thông là bị nhiệt. Nhiệt là con người nóng, cơ thể luôn luôn nóng. Mà nếu bây giờ Hòa Thượng Thiện Duyên nói rằng á, Hòa Thượng Huệ Thông bệnh, tôi cho Hòa Thượng uống cái thuốc, và thuốc này nó uống vô nó nóng lắm, như thế là không phù hợp. Hàng ngộ hàng tắc tử, mà nhiệt ngộ nhiệt tắc vong. Thôi thì uống cái loại thuốc nào nó tốt, nhưng mà nó đừng có quá nóng, bởi vì cơ thể mình đã nóng rồi. Đấy, nó phù hợp. Bây giờ thiền hai tịnh hai mật thì chúng ta tư duy để phù hợp rồi thực hiện. Chúng ta không nói cái này đúng cái kia sai rồi hơn thua với nhau. Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo phát triển, rồi pháp môn này đúng pháp môn kia sai là hàng loạt. Cuối cùng là chúng ta rơi vào một cái hố sâu của sự phân biệt. Đạo tràng của chúng ta chỉ tư duy thế nào cho phù hợp với sở tu, sở hành để chúng ta đạt được cái con đường hành đạo. Gọi là văn tư, suy nghĩ rồi chúng ta thực hành tu. Thì tôi nghĩ rằng thì cái lễ hôm nay, vì cái thời gian ngắn, quý thầy còn phải đọc luật theo quy định, nửa tháng người xuất gia phải đọc luật một lần. Cho nên sợ chư tôn đức chờ đợi lâu, thì tôi theo lời mời của Đại Đức Huệ Minh đến để chia sẻ cái niềm hoan hỷ của đạo tràng mình được tiếp tục trong cái pháp tu an lạc. Vì mình nói với nhau rằng pháp tu an lạc thì mình phải an lạc, mà muốn an lạc là phải thực hiện lời dạy của Đức Phật. Mong rằng đạo tràng chúng ta sẽ thuận duyên trên cái lộ trình tu học. Chúc toàn thể quý Phật tử tinh tấn, dũng mãnh, thuận duyên trên con đường học Phật. Gia đình quý quyến luôn được vạn sự kiết tường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.